Xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn ở gần cũng như ở xa, tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay ở bên Mỹ này đó thì coi như là ngày 15 âm lịch rồi nha. Thì coi như còn đúng 2 tuần nữa sẽ là đến Tết. Thì hôm nay coi như cũng theo chân mình chạy chơi một vòng, gọi là những khu người Việt đông nhất ở tại thành phố Atlanta này, để xem coi có cái không khí Tết hay chưa nha. Cũng như dạo chơi quanh những cái khu nhà người Việt Nam ở đây. Cũng như mình cũng cho biết là cái giá cả nhà cửa thì cũng có nhiều anh chị, nhiều bạn thì cũng đang tìm hiểu. Hôm nay thì nói chung mưa nha, mưa từ sáng giờ nhưng mà nhiệt độ thì ấm. Ở ngoài trời bây giờ là 70 độ F nha. Nguyên tuần vừa qua thì lạnh rất là nhiều, nhưng mà bây giờ tuần này trời lại ấm nha. Giờ trên đường mình sẽ đi ghé vào những cái khu nhà trước đi, xem nó như thế nào nha. Thì năm nào cũng vậy, khi Tết Việt Nam của mình thì ở Mỹ này lại rơi vào mùa đông. Thì cho nên như vậy đó, thì chỉ có ở bên tiểu bang California thôi thì người Việt mình rất là đông. Hiện tại bây giờ coi như là đã có là không khí Tết rồi nha, cũng đã có khai mạc chợ qua Tết cũng như bán đồ Tết rồi. Nhưng mà ở tiểu bang của mình á, hoặc là những tiểu bang ít người Việt hơn đó, thì mình thấy là cũng chưa có gì hết. Nếu như mà được vào mùa hè đó thì mùa nắng ấm đó, thì nó còn vui á. Chứ còn vô mùa này đó, thì đôi khi lạnh rồi những tiểu bang có tuyết rơi đó, cho nên nó thấy gọi là cái không khí Tết thì nó cũng không có nhiều đâu. Chỉ là những ngày mà cận Tết thôi, chợ búa thì người ta có trưng bông trưng hoa đây, chứ hiện tại bây giờ còn 2 tuần nữa thì theo như mình thấy thì cũng chưa có gì gọi là có không khí Tết hết. Thì từ ở cái khu mình ở chạy khoảng chừng 10 phút thôi, đây là vùng Lawrenceville nha. Lawrenceville này bây giờ ngày nay có rất là đông người Việt Nam mình định cư sinh sống ở đây, cũng như ở gần ở đây cũng có chợ Việt Nam luôn. Chút xíu nữa mình sẽ ghé ngang sau. Nếu như các anh chị và các bạn ở bên Việt Nam xem được cái video này, thấy được cái tên vùng này á, thì mình biết cũng có nhiều người là có người thân sống ở đây lắm nha. Khu này trước mặt mình đây gọi là khu này cất được khoảng chừng 5 năm rồi. Khu này được xem là giờ sang nhất ở đây á, nhà mắc tiền. Cũng như trong cái khu này cũng có khá đông người Việt Nam mình sẽ sống ở đây. Thì trước tiên mình sẽ chạy chơi một vòng nha. Cái nhà ở đây gì này là đã không? Còn mới. Mới có khoảng cỡ chừng 5 năm thôi, nên nhà ở đây cũng còn mới chát luôn nè. Thì nếu mình chạy vòng vòng gọi là khu Việt Nam ở đây thì giờ thấy cũng một ngày cũng giống như mỗi ngày. Tuy gần cận Tết thì cũng không thấy gì hết nha. Thì nhiều khi thì gần Tết tới thì đi mua đồ ăn đồ uống rồi về nấu ăn thôi, chứ còn nhà cửa ở đây mà vào là mùa đông mà cũng đâu có ai mà trồng cây trồng hoa gì được đâu, cho nên mình không có thấy là cái không khí Tết. Mấy nhà của người Việt mình thấy không, phía trước đó cũng trồng thêm các loại cây ăn trái của người Việt Nam mình á, nên mình nhìn thấy mình biết. Thì đương nhiên ở trong cái khu này đó là sẽ có hồ bơi nè, sân đánh tennis nha. Thì do trong khu này sống đó thì bắt buộc là mình phải trả thêm cái khoản tiền. Bên đây mình gọi là tiền hoa đó. Còn nếu như mình sống ở những cái khu mà nó không có sân đánh tennis, không có hồ bơi đó, thì mình sẽ không có tốn thêm cái khoản tiền này. Đó, nhà đã không? Nhà ở đây khu này thì có như mặt gạch là phía trước, phía sau, hai bên hông, cũng như có những căn thì chỉ là mặt gạch phía trước thôi. Cái giá trị như vậy thì nó cũng là khác nhau. Nhưng mà theo như mình thấy nha, khu này mà mình gọi là người Việt Nam mà có tiền thì mình thấy là khu này nhiều. Bây giờ nhà được 500-600 ngàn được xem là sang rồi.
cũng như khu này thì có một điều rất là thuận tiện là nhiều người thích, đó là gần chợ Việt Nam. Từ đây thì đi là chợ thì chỉ có chưa tới 10 phút đó. Bên đây là hồ bơi nè. Ở phía trước cái nhà này là cái thùng để thơ, mỗi một hộ gia đình ở đây có thùng thơ. Ở đây khu này người ta không có để thùng thơ ở trước cửa nhà. Hồ bơi sân đánh tennis kế bên, luôn. Nhưng mà mùa này thì cũng ít có ai tắm, mà cũng không ai đánh tennis đâu, mùa hè thôi. Thì cái khu này đó mình biết được cái giá ở đây á, coi như là mình nói khoảng này nha, chứ không có chính xác được. Tại vì trong đây thì có những căn nhà 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, cũng như những căn mà lớn hơn đó thì có 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm ha. Cái diện tích đó thì nó khác nhau. Nhưng mà cái giá thấp nhất mình thấy ở đây đó là khoảng 550 ngàn nha, cho căn mà nhỏ nhất ở đây á. Đó. Còn mà những cái căn mà gọi là những căn nhà lầu, nhà lớn á thì bây giờ nó trên 600 ngàn. Đó. Cho nên khu này được xem là khu sang, khu mắc á. Ở đây mà nếu mình muốn xe phòng là không có đâu nha, tại vì khu nhà mới ít lắm, người ta chỉ cho mình mướn là nguyên căn thôi, cũng như nguyên một căn ở đây. Bây giờ mướn những căn mà căn nhà lớn bây giờ đó khoảng $3,000 một tháng nè. Chút xíu đi mình sẽ chạy qua mấy cái khu mà nó hơi thấp tiền hơn chút xíu để xem chơi nha. Còn khu này khu mới, mình chỉ chia sẻ để các anh chị và các bạn biết vậy thôi. Cái khu này cũng tương đối lớn á, nhưng thôi mình chỉ chạy một vòng đi ha. Bây giờ mình chạy ra đây những cái khu vực xung quanh đây thì gọi là cũng là có đông người Việt Nam mình sống, nhưng mà nhà cửa thì nó rẻ hơn chút xíu. Nhà thì bên khu này thì có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng có nhà cũ, cũng có nhà mới. Khu chút xíu nữa mình tới đây thì cái giá nó khoảng cỡ chừng 450 ngàn đến 500 ngàn thì cũng dễ tìm kiếm, hoặc là thấp hơn chút xíu nữa thì cũng có luôn. Chứ giờ mà mình vô gọi là những khu nhà mới thì giờ rất là mắc tiền, nhà giờ thì lên giá nhiều lắm rồi. Đó này, hai bên đường nè, nếu như mình gọi là xe phòng á, một người độc thân muốn tìm một cái phòng để ở thì cái khu này mình thấy cũng tương đối là dễ kiếm nha. Khúc này mình thấy có nhiều người cho xe phòng. Hôm nay thì gọi là mưa từ sáng cho đến bây giờ, giờ này cũng đã là 1 giờ trưa rồi. Nhưng mà được có một cái thì rất là vui, mưa mà ấm nha, không có bị lạnh. Mưa bây giờ là mưa không có lớn nhưng mà lâm râm cứ mưa hoài đó. Nên ở Việt Nam mình thì những ngày này thì gọi là vui, chuẩn bị cho Tết, có cái không khí. Nhưng mà ở đây thì mình thấy hình như là ngày nào cũng vẫn là vậy thôi. Chỉ những ngày mà cận Tết thì chợ búa thì có nhiều người đi tới lưu vui đây. Còn này gọi là những khu nhà ở thôi nha. Khu nhà ở thì lúc nào cũng vẫn vậy, ngày thường hay ngày lễ thì cũng đều là im điềm vậy đó. Tại vì những con đường này mình không có được phép kinh doanh buôn bán đó, cho nên nó yên tĩnh lắm. Ok, mình ghé vào khu này. Gọi là khu này thì cũng khoảng 20 năm, trên 20 năm nha. Nhà ở đây thì cũng vẫn vậy, cũng vẫn có 4 phòng ngủ, có 5 phòng ngủ luôn. Nhưng mà khu này thì rẻ hơn. Khu này thì có một điều thì mình nhìn thấy là cái đất á, nó giữa phía trước phía sau như hai bên hông á, nó không có nhiều như những cái khu nhà mắc tiền.
để chạy cho vòng nha. Cây lá thì vô mùa này là nó còi cọc hết trơn, nhìn thấy nó không đẹp ha, chứ vô mùa hè đó, mùa hè bắt đầu là cây lá xanh tươi nhìn thấy mát đẹp lắm. Ngày ngày người ta để thùng rác nè, ngày này ngày có xe rác họ đi lấy rác á. Giờ này thì nói chung là ai cũng đi làm hết trơn, nhìn thấy vắng lặng lắm, chỉ có những người lớn tuổi không có đi làm á thì ở nhà thôi, còn nít thì cũng là đi học hết rồi. Nên ở đây thì nói chung là mùa đông mà nó đi vòng vòng cái mấy khu nhà muốn kiếm thấy một người thì cũng là khó lắm. Thì có xe người ta đậu phía trước rồi, còn mọi cái sinh hoạt thì diễn ra ở bên trong nhà hết. Đó thì cái khu này đó, nhà ở đây 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, diện tích trên 2.000 square feet. Thì bây giờ ở đây cái giá nó theo như mình thấy đó, người ta để khoảng từ 470.000 đến 500.000 đô nha. Đó thì đó, đó là giờ cái giá cả của khu vực này. Và cũng như ở đây bây giờ nếu như mình thuê một cái căn nhà 4 phòng ngủ như vậy đi thì bây giờ khoảng lối 2.500 hơn nha. Đó. Còn nếu như mà cái giá mà gọi là mình muốn thuê nhà khoảng chừng dưới 2.000 thì nhà 3 phòng ngủ với nhà cũ hơn. Còn nhà mới mới gì nè, khoảng trên 2.500 và cái giá nhà từ 470.000 đến 500.000 đô của khu này nha. Mình nói vậy để các anh chị các bạn biết thôi, như mình chia sẻ những cái hình ảnh đó. Thấy những cái xe đậu không, ở đây là nhà của người Việt Nam mình, không là Việt Nam mình thì hay xài những cái hiệu xe này, Toyota, Honda đồ đó là biết của người Việt Nam mình rồi. Ở đây là khu vực này là Lauren View, số zip code ở đây là 30044 nha. Đây thì giờ nói chung ra đó, nhà cũ nhà mới cũng rất là nhiều để mình lựa chọn, cũng như mướn nhà. So với những cái khu khu khác thì mình thấy khu này nó thuận tiện về là cái đường đi. Cũng như nhà mới thì vòng vòng đây giờ người ta đang build nhà mới lên nữa là cũng nhiều. Còn tìm kiếm mua nhà cũ thì cũng cái giá nó khoảng chừng 370.000 đến 400.000 thì tìm kiếm thì cũng tương đối là dễ tìm. Mấy con đường xung quanh đây gặp là người Việt mình nhiều lắm nha. Làm neo ở đây thì đi thì cũng dễ đi. Đây thì có như chợ Walmart, chợ Mỹ cũng đầy đủ luôn. Còn không thích thì chạy đi chợ Việt Nam thì có 10 phút thôi. Giờ mình ghé vô trong chợ Mỹ để mua ít đồ cái đi. Này chợ ghé vô chợ Walmart. Nha, ở đây giờ đó thì tiệm nail mình có là các có mặt gọi là khắp nơi nha. Nó có một cái tiệm nail ở phía trước mặt mình nữa nè. Đó. Tiệm nail kế bên Walmart luôn. Vòng vòng người Việt Nam mình thì nhà ở đây ra đây làm nail cũng tiện lắm. Đó, thấy một tiệm nail ha. Thì em thấy cũng đẹp sang của người Việt Nam mình ở vùng này, Lauren View. Còn đây là Walmart, chợ Walmart, chợ Mỹ. Ok, thì ở vùng Lauren View này á, có cái chợ Việt Nam mình gần nhất, chợ City Farmer Market nha. Chỉ cách, nếu mà lái xe chưa tới 10 phút đâu. Chợ người Việt mình lớn nhất ở gần ở đây cũng rất là thuận tiện. Còn nếu như chạy 10 phút là lên chợ Hồng Kông ở trên chỗ của mình.
Tại vì mình sẵn mình đi ngang đây á, mình cũng ghé ngang coi coi chợ này còn 2 tuần nữa đến Tết này coi có người ta có chuẩn bị gì hay không á. Tại vì những năm trước đó, những ngày cận Tết á, thì người Việt mình có hay tổ chức ở đây giống như là bán những cái cây cây mai đồ đó để vào chân Tết á, rồi cũng như có tổ chức này tổ chức kia cho những ngày Tết. Nhưng mà năm nay thì mình không biết có tổ chức hay không, nên sẵn giờ mình sẽ chạy một vòng đi để anh em nếu mà ai có chưa có biết cái chợ này thì mình cũng biết ha. Khi ở những tiểu bang lân cận đây nè, có dịp mình về đây mình đi chợ. Ở đây cũng có đủ hết trơn nha, nhà hàng, bánh mì, trường dạy làm nail làm tóc nè, cà phê này, Cominchun Long, Long cà phê, tiệm bán đồ nail supply đầy đủ luôn nha. Còn phía trong chợ thì cũng y như những chợ kia thôi, cũng thịt thà rau cải các thứ. Mưa như thấy nhưng mà cũng rất là đông nha, xe đậy xe đậu cũng đầy hết trơn. Ngay cái cổng chợ mà cũng có nhiều người đi ra đi vô. Phía trước cũng vậy, cũng có bán thịt heo quay, cà phê, nhà thuốc tây, rồi bán chè, bán xôi, nhưng mà nằm phía ở bên trong chợ nha. Này mình chạy ở phía trước, chạy ở bên ngoài thôi. Mưa ha, thấy không? Từ ra cũng đi ra đi vô thấy cũng đông đúc ha, thấy cũng nhộn nhịp. Chỗ này có dựng lên một cái cổng là chắc chuẩn bị cho ngày Tết nè. Nhưng mà chưa biết là làm chuyện gì thôi. Năm nay có chợ qua Tết nha, có múa lân, có đúc pháo, lì xì nha. Đó. Ngày 4 tháng 10. Đúng rồi, ngày 4 và ngày 4 ngày 10. Mình đọc lộn. Rồi vậy nha, anh em có xem được có thấy được thì có Tết có thời gian thì mình về ở đây chơi, đón Tết ở đây. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ bao nhiêu đây thôi nha. Xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi. Và hãy đừng quên bấm like cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cũng như cho mình có thêm nhiều cái động lực nữa để tiếp tục làm những cái video chia sẻ về cuộc sống ở đây. Xin hẹn gặp lại nha.